chiều 22 tháng 9, giữa lúc trời đang mưa lớn nhưng chùa Vạn Phật, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bất ngờ bốc cháy. Theo người dân có mặt tại hiện trường, chùa Vạn Phật bắt đầu bốc cháy từ khoảng 13 giờ 30 phút. Ngọn lửa ban đầu bốc lên ở tránh điện rồi lan nhanh sang các khu vực lân cận, nhiều cột khói bốc lên cao. Ngay sau đó, nhiều người dân đã hô hoán tìm cách dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã điều 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Do chùa đóng cửa nên lực lượng, lượng chức năng phải phá cửa để vào chữa cháy, đồng thời ngăn đám cháy lây lan sang những căn nhà bên cạnh. Mới đây, lực lượng, lượng chức năng của công an thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy chùa Vạn Phật, tổ 3 phường Hoa Lư thành phố Pleiku. Rất nhiều người dân cũng đến đây chờ tin tức cho cốt người thân đang gửi tại chùa. Bước đầu xác định, vụ cháy đã lan ra nhiều gian phòng tại chùa Vạn Phật với diện tích khoảng 2.000 m2. Trong đó, khu vực tránh điện bị thiệt hại nặng nề nhất, hiện trường ngổn ngang với nhiều vật dụng đổ nát, rơi vỡ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ cháy có khả năng xuất phát do chập điện trong khu vực nhà kho của chùa. Đây là nơi có các thiết bị điện dễ dẫn đến sự cố, các bức tường gạch tại đây cũng bị biến dạng lớn. Đáng chú ý, trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều người dân đã mang cho cốt người thân tới gửi trong chùa thờ cúng. Khi xảy ra hỏa hoạn, khu vực để các hũ cho cốt đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến thân nhân của họ rất lo lắng. Bà Nguyễn Thị Hát cùng chú tại thành phố Pleiku cho biết đã gửi cho cốt của người cháu vào trong chùa. Sau khi chùa bị cháy, sư trụ trì có thông báo trên Zalo rằng ai có cho cốt của người thân gửi tại chùa thì đến kiểm tra. Tôi rất lo lắng nhưng hiện trường đang bị phong tỏa nên chưa thể vào trong xem xét. Đứng bên ngoài khu vực phong tỏa, bà Trần Thị Hát liên tục khóc vì lo lắng cho cho cốt của người em trai đang gửi thờ cúng tại chùa. Theo bà Hát, cho cốt của người em trai được gửi vào chùa để thờ cúng khoảng 2 năm trước. Những ngày đầu tháng, rằm, gia đình bà đều đến chùa để thắp nhang, thờ cúng. Bà hát nước nở nói, tôi chưa được vào trong, nhưng thấy có người bảo rằng khu vực để cho cốt bị cháy, rời vỡ gần hết, chỉ còn hơn chục hũ là nguyên vẹn, nên rất lo lắng cho cốt của em trai sẽ bị mất. Đa phần những người dân có cho cốt người thân gửi tại chùa đều đau xót khi biết tin chùa bị cháy. Các hũ đựng cho cốt bị rơi vỡ thất lạc, Do đó, họ mong muốn nhà chùa quy tập lại cho cốt, tổ chức buổi lễ cúng rồi mang cho cốt giải xuống sông biển để người thân được thanh thản. Sáng 23 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết, vụ cháy tại chùa Vạn Phật không gây mất mát về người nhưng gây thiệt hại về tài sản khoảng 6 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hoa Lư, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2 tháng 9, anh Trần Hoàng Thế Vinh, 30 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đi đến chùa Vạn Phật Tại 84 trên 34 Chi Lăng, phường Hoa Lư, do ông Phan Đức Thắng, sinh năm 1978 trụ trì, để mời sư trong chùa về cúng tại nhà mình. Khi tới chùa, anh Vinh phát hiện khói bốc nghi ngút từ bên trong nên đã hô hoán người dân xung quanh tới hỗ trợ để đưa người trong chùa ra ngoài an toàn, đồng thời gọi báo lực lượng chức năng đến chữa cháy. Sau khi nhận được tin báo, công an phường Hoa Lư cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng các cơ quan chức năng tiến hành dập lửa, di rời tài sản. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên về tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Khi chùa Vạn Phật xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này trời vẫn đang đổ mưa lớn. Gần đây, tại khu vực giảng đường trong khuôn viên chùa Phật Quang đã xảy ra cháy khiến nhiều nội thất bên trong như đồ gỗ, giấy nến ở khu tụng kinh, bàn ghế nhựa bị thiêu rụi. Đây không phải là lần đầu tiên một ngôi chùa bị chìm trong biển lửa. Ở nhiều nơi trên thế giới, các vụ hỏa hoạn tương tự cũng xảy ra. Cháy lớn tại chùa Thuyền Lâm, thành phố Huế trong đêm, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, số 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Một người dân ở gần chùa Thuyền Lâm cho biết, ban đầu khói từ chùa bốc lên mùn ngụt và nghe thấy tiếng hô hoán có hỏa hoạn. Ngọn lửa sau đó bùng phát ở khu vực tránh điện, rực sáng cả khuôn viên chùa Thuyền Lâm. Người dân xung quanh đã hỗ trợ các sư thầy dập lửa. Tuy nhiên do thời tiết khô nóng, nội thất chủ yếu bằng gỗ nên lửa bùng lên rất mạnh. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, sau thời gian tập trung cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng, vụ cháy ở chùa Thuyền Lâm đã được dập tắt tại hiện trường lãnh đạo công an tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ tiến hành phun nước làm muội xử lý một số khu vực để phòng lửa cháy trở lại tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại nhiều đồ đạc nhiều đồ bằng gỗ của tránh điện cháy rụi được biết thuyền lâm là ngôi chùa cổ nằm ở gò dương xuân được xây dựng dưới thời chú nguyễn một số nhà sử học cho rằng khu vực chùa thuyền lâm tọa lạc xưa kia từng tồn tại phủ dương xuân dưới thời nhà tây sơn hà nam cháy lớn tại chùa phật quang vào ngày 20 tháng 1 đã xảy ra vụ cháy tại khu vực giảng đường Chùa Phật Quang, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vụ cháy tại Chùa Phật Quang, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bước đầu được xác định là do chập điện, không gây thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại ước tính khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang các kiến trúc khác. Diện tích cháy khoảng 200 m2, chất cháy chủ yếu là đồ gỗ, giấy nến ở khu tụng kinh, bàn ghế nhựa. Tượng Phật cao 35 m đứng vững sau hỏa hoạn. Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2023, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại chùa Đại Phật thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Lửa bùng lên từ bảo điện Đại Hùng, công trình bằng gỗ dài 30m, rộng 27m, cao 39m. Nhiều công trình lớn trong chùa bao gồm cả điện Đại Hùng bị thiêu rụi, chỉ duy nhất bức tượng Sơn Đan Đại Phật trong điện vẫn còn nguyên. Sự cố không gây thiệt hại về người. Bức tượng sơn đan đại Phật cao 35m được sơn son thép vàng, mô phỏng hình ảnh tượng Phật ngồi trên tòa sen. Đây cũng là pho tượng Phật làm bằng đất nung đặt trong nhà lớn nhất thế giới. Điện Đại Hùng là nơi đặt tượng Phật bằng đất nung xây dựng năm 1998, sau khi tượng gốc bị phá hủy năm 1971. tới năm 1992, trụ trì chùa Thích Giác Huệ vận động quyên góp được 17 triệu tệ, tương ứng với 2,37 triệu USD để xây lại tượng. Cháy chùa Phật giáo nổi tiếng ở Úc một ngôi chùa Phật giáo ở Melbourne, Úc đã bị nhấn chìm trong một trận hỏa hoạn lớn vào tối mùng 5 tháng 2 năm 2023. Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khu phức hợp chùa Prime Moon Buddhist Society bốc cháy dữ dội cùng cột khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực. Các phương tiện truyền thông cho biết, cột khói thậm chí còn được nhìn thấy cách đó 15 km. Khoảng 150 lính cứu hỏa cùng 30 xe chữa cháy chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa chùa Bright Moon Buddhist Society, tọa lạc ở vùng ngoại ô Springville, phía đông nam thành phố Melbourne, là một địa điểm nổi tiếng và là nơi thờ phụng của hàng ngàn tín đồ Phật giáo địa phương. Tháp chùa cao nhất châu Á cháy rụi. Ngày 10 tháng 12 năm 2017, tháp Linh Cung ở Cửu Long, miền Trúc Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Chân hỏa hoạn được cho là khởi nguồn từ một hành lang nằm bên dưới chân tòa tháp, sau đó lửa lan rộng và bao trùm toàn bộ 16 tầng tháp. Chưa dừng ở đó, đám cháy tiếp tục lan rộng ra ba công trình lân cận và nhấn chìm khu vực linh thiêng trong biển lửa. Theo một tờ báo địa phương, toàn bộ viện Phật giáo nói trên đang trong quá trình xây dựng thì xảy ra biến cố, không rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Tháp Linh Quân được xây dựng cách đây 300 năm dưới triều đại nhà Minh 1368-1644 và được mệnh danh là chùa tháp bằng gỗ cao nhất châu Á. Tòa tháp này tọa lạc ở miền Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tháp bao gồm có 16 tầng, làm hoàn toàn bằng gỗ, được xây bằng kỹ thuật ghép ván truyền thống và phải mất đến 8 năm mới xây dựng xong.